Chùm kéo nhau luôn á. Chỗ đó nước rất là mạnh. Mà chỉ cần một đứa bị kéo là cả lũ bị kéo. Nắm sát cái chỗ đó nó cuộn á. Chị kia đi anh Hiếu ơi. Chị kia nữa kìa. Được rồi, ai à? Má lối nó hái đưa lên được cuối luôn. Bê bê lên đi, bê lên đi. À, không, xem nghĩa cho nằm nghiêng đi nè. Còn một đứa không thấy. Đâu có ai biết đâu. Có thấy nhúc nhích đâu. Chị ơi, chị gọi cứu em được không chị?